chào cả nhà đại gia đình Facebook ạ. Nhà hàng gà tươi Mạnh Hoạch, đường 419 Phùng Xá. Hôm nay có món lợn quay Lạng Sơn, lợn quay móc mật. Chào cô Hương nha. Hôm nào cô Hương có nhu cầu ăn lợn để bác ship về nha. Thôi đi bảo anh làm nhanh nhanh. Làm gì? Có bế em không? Đi chơi nha. Có cái đơn nó có 10 suất gà quay đấy. Cái này dưa chuột đấy thì khuyến mại cho anh, không phải lấy tiền. Một lon nước ngọt với cả nửa lít rượu đấy, ship vào công ty đấy. Bạn ấy đắc bạn đang làm rồi đấy. Sắp rồi. Em chào cả nhà. Rồi chào chú Luyện nhá. Chị chào chú Đức. Nhà hàng gà tươi Mạnh Hoạch, đường 419 Phùng Xá, Thạch Thất. Hôm nay có món lợn quay xứ Lạng, lợn quay bóc mật. Chú Đức hôm nào ăn thì alo chị ship về tận nơi nha. Chị chào chú Luyện. Vâng. Vâng, ông ạ. À, bà. Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc xem có phải cái số chị vừa gửi cho em là đi 786 không? Đưa 786 đi ship cho chị ấy. Vàng ươm mà nhìn rất là ngon, hấp dẫn ạ. Nói phải đuôi không em? Hả?